Ngày 23 tháng 10, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Minh Chiến, ngụ Bình Dương và Trần Hữu Tiến cùng 22 tuổi, ngụ Bình Phước để điều tra hành vi giữ người trái pháp luật. Theo điều tra, anh T, 20 tuổi, ngụ Cà Mau, nợ Chiến 6 triệu đồng. Rạng sáng ngày 20 tháng 10, Chiến và Tiến rủ thêm hai người bạn đi đến một quán cà phê trong khu dân cư Phú Hòa 1 thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tìm gặp anh T để đòi nợ. Khi gặp, các đối tượng yêu cầu anh T phải điện thoại cho gia đình, mang tiền đến trả nợ, nhưng không được. Sau đó, Chiến tiếp tục đánh và ép anh T phải viết giấy vay nợ, số tiền là 16 triệu đồng. Tiếp đó, Chiến và Tiến đưa anh T về phòng trọ của Chiến tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và khóa cửa phòng không cho anh T đi về. Nhận tin báo của gia đình anh T, công an thành phố Thủ Dầu Một đã tiến hành kiểm tra hành chính và mời làm việc những người liên quan. Hiện vụ việc đang được công an điều tra.